Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Studio và đây là bản tin news ngày 27. Ủa đúng 27 không nhỉ? Ủa đúng rồi, hôm nay là ngày 27 tháng 11. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn thân mến, Oppo đã tuyên bố với Super Vox trên chiếc điện thoại sắp ra mắt của mình, chính là chiếc Oppo R17 thì sẽ có khả năng sạc 40% pin chỉ trong khoảng 10 phút. Và đồng nghĩa với việc thì chúng ta sẽ có 75% pin trong khoảng 30 phút và 5 phút sạc thì các bạn có thể liên lạc trong khoảng 2 giờ. Đấy chỉ là tính năng liên lạc thôi nhé. Đây hoàn toàn là một sự thật và nó đã được thử nghiệm nhiều lần và có chứng nhận an toàn để sử dụng. Và sử dụng cáp sạc 10V 5A có công suất là 50W, thời gian sạc của Oppo R17 sẽ sạc nhanh hơn gấp 4 lần so với cáp sạc là 5V 2A thông thường. Tức là bạn chỉ mất chưa đến 50 phút để sạc chiếc điện thoại của mình từ 0 đến 100%, tiết kiệm được cả tiếng đồng hồ để tranh thủ làm những việc khác. Và Oppo R17 Pro là chiếc điện thoại mới nhất của Oppo và nó chính thức được giới thiệu ở thị trường Việt Nam vào ngày hôm nay, ngày 27 tháng 11. Chúng ta sẽ có cụm 3 camera AI ở phía sau kết hợp dùng với chip Qualcomm Snapdragon 710, RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128GB. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có màn full view thiết kế giọt nước, đảm bảo đáp ứng được mọi yêu cầu từ người dùng và là thiết bị có khả năng giải trí xem phim, chơi game và cực tốt. Ngoài ra thì với công nghệ sạc nhanh này, 10 phút thì 40% pin đủ để liên lạc và lướt Facebook khi mà rảnh rỗi và bạn sẽ không cần phải lo sạc pin cả ngày trời nữa. Vì vậy mà bạn cũng có thể tranh thủ sạc điện thoại bất cứ lúc nào và kéo dài được tuổi thọ pin cũng như là cái sức khỏe của điện thoại của mình. Đặc biệt thì chiếc Oppo R17 Pro này sẽ có cả biến vân tay ở trong màn hình, sẽ rất là thú vị và độc đáo. Cụ thể thì bọn mình sẽ có những video về Oppo R17 ngay sau đây. Thì các bạn thân mến, Yotaphone của Nga là một trong những hãng di động đầu tiên ra mắt smartphone hình kép. Gần đây nhất thì là ZTE và Nubia đã giới thiệu điện thoại hai màn hình. Bây giờ thì rộ thông tin cho rằng Vivo dự tính thì sẽ trình làng một cái sản phẩm tương tự như thế. Và mới hôm qua thì thông tin về chiếc smartphone hai màn hình của Vivo thuộc dòng Next đã được rò rỉ. Và nay thì tới lượt ảnh thực tế của máy đã được xuất hiện. Và chiếc smartphone này sẽ có màn hình chính là loại màn hình OLED Full HD cộng 6,4 inch. Và màn hình phụ cũng là tấm nền OLED, nhưng chưa rõ là kích thước sẽ bao nhiêu. Từ ảnh thực tế bên dưới thì cho thấy màn hình phía trước sẽ có viền từ phía rất mỏng. Đồng nghĩa với điều này tức là tỷ lệ màn hình sẽ rất cao, trong khi đó mà sau điện thoại thì sẽ có màn hình nhỏ hơn. Và với cái thương hiệu Vivo ở bên dưới, phía trên của màn hình phụ sẽ là đèn flash LED và camera kép nằm ngang, cùng với đó là module tự động lấy nét bằng laser. Hiện thì vẫn chưa rõ được cái cơ chế hoạt động của màn hình thứ hai này sẽ là như thế nào. Và smartphone màn hình kép của Vivo được cho là sẽ dùng chip Qualcomm Snapdragon 845 và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 22,5W. Chưa biết thực tế là chiếc smartphone này sẽ ra sao, nhưng nếu thực sự được trình làng thì trải nghiệm với một chiếc smartphone hai màn hình hẳn là sẽ thú vị hơn rất nhiều so với màn hình tai thỏ chẳng cạnh hiện nay chúng ta có chiếc iPhone X Max phải không? Thì các bạn thân mến, mới đây từ Huawei đã công bố đoạn teaser tiết lộ về một cái chiếc smartphone với màn hình Infinity O sẽ ra mắt vào tháng 12. Như vậy thì Huawei sẽ qua mặt Samsung để ra mắt chiếc smartphone có màn hình O này đầu tiên trên thế giới. Mặc dù là Samsung mới là người giới thiệu thiết kế này cách đây không lâu, một số blogger công nghệ và các chuyên gia dò dỉ thông tin tại Trung Quốc thì đã khẳng định rằng chiếc smartphone bí ẩn của Huawei sẽ là chiếc Nova 4. Và mới đây thì một hình ảnh thực tế của chiếc smartphone đã được bắt gặp trên circuit. Mặc dù nó được bảo vệ bên ngoài bởi một cái vỏ case rất là dày, tuy nhiên, từ hình ảnh này thì chúng ta vẫn có thể nhìn thấy được cái thiết kế màn hình của chiếc smartphone này. Và đó đúng là kiểu thiết kế màn hình Infinity O với một lỗ nhỏ khoét trên màn hình nằm ở góc trái. Do chiếc vỏ case bảo vệ bên ngoài cho nên là chúng ta không thấy được viền bezel của chiếc smartphone. Tuy nhiên thì có vẻ như các cạnh trên và dưới rất mỏng, đặc biệt là chiếc smartphone này có jack cắm tai nghe 3,5mm ở phía trên. Và theo thông tin rò rỉ trước đây thì Huawei Nova 4 có thể được trang bị chip Kirin 980. Đây là bộ vi xử lý cao cấp nhất hiện nay của Huawei. Thì ok, vậy là vừa rồi thì mình đã giới thiệu được với các bạn những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi X Studio và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay bất kỳ ý kiến nào thì hãy cùng nhau để lại phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và subscribe.